Xin chào các bạn, hôm nay Anna sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 cái cách mà kết hợp những loại nước ép thơm ngon bổ dưỡng. Và những cái cách kết hợp độc đáo này sẽ làm cho chúng ta có một làn da căng này, làm trắng da, giảm những cái đốm đồi mồi, đồng thời cũng làm cho chúng ta kích thích đốt cháy mỡ thừa, làm sạch cơ thể, giúp cho chúng ta hạn chế những cái nguy cơ về bệnh tật. Đặc biệt bạn sẽ cảm thấy rằng là vô cùng khỏe khoắn, không còn những cái cảnh tượng gọi là ngáp vặt hoặc là buồn ngủ giữa ban ngày. Số 1 là công thức làm sạch. Công thức làm sạch này là sự kết hợp của 3 loại trái cây rau củ mà được khách hàng của Yobo rất là yêu thích. Đó là cà rốt, này, ớt chuông và táo. Với mỗi thứ một trái nguyên liệu như thế này, bạn đã có thể ép thành một cái ly nước ép cho mình rồi. Trong trường hợp mà bạn cần, bạn muốn có một lượng khoảng 300ml thì có lẽ là bạn sẽ phải thêm một chút ớt chuông hoặc là thêm một chút cà rốt. Còn trong trường hợp mà bạn muốn khoảng 500ml thì lúc đó bạn sẽ cần phải lượng mà gần gấp đôi cái lượng này lên. Bạn phải hiểu rằng là nếu mình muốn ép ra khoảng 300ml thì bạn đã cần cái lượng đồ thô này tương ứng với khoảng 5-6 lạng đồ tươi rồi thì mình mới ép ra được khoảng 300ml nước ép dành cho chúng ta. Công thức nước ép này nó chứa rất là nhiều pectin từ táo, rất nhiều capsaicin là những chất hoạt chất mà đốt mỡ nội tạng từ ớt chuông, và có rất nhiều beta-carotene từ cà rốt. Đồng thời trong 3 loại quả này cũng có rất nhiều những vitamin, enzyme và muối khoáng. Nó cũng có một cái lượng đường, đường trái cây, cho nên là nó vừa giúp cho bạn có đủ năng lượng để hoạt động nhưng mà lại không làm cho cơ thể của chúng ta bị béo phì. Thậm chí rằng là cái capsaicin ở trong ớt chuông sẽ giúp cho bạn kích thích và đốt cháy những cái mỡ không cần thiết bên trong cơ thể của mình. Nếu mà bạn sử dụng cái công thức này, bạn có thể kèm vào thêm là một chút gừng. Ở đây trên tay Anna này là một chút gừng ép. Nếu mà bạn muốn, bạn có thể cho thêm khoảng 3ml, một chút thôi nhá, chỉ khoảng một thìa cà phê nước gừng ép vào cái hỗn hợp này. Bạn sẽ cảm thấy rằng là làm bên trong cơ thể mình được làm nóng rất là nhanh, và nó giống như là một cái cú hích làm cho mình bừng tỉnh vậy. Công thức số 2 mà Anna hướng dẫn các bạn hôm nay là một sự kết hợp độc đáo của tất cả những cái loại quả mọng mà tốt nhất bạn có thể tìm thấy được trên đời này. Đó là một công thức kết hợp giữa cherry, chúng ta sẽ cần thêm một chút dâu tây, bạn cũng sẽ cần thêm việt quất nè, kiwi, bạn cũng có thể sử dụng thêm nho. Và Anna thì rất là thích nho phan rang của Việt Nam. Đây là một loại nho mà trồng ở trên đất nước của chúng ta, nó có một cái nồng độ đường vừa phải. Những cái bạn nữ mà muốn giảm cân vẫn có thể ăn được cái nho phan rang này, vẫn làm cho cơ thể của chúng ta trẻ, da của chúng ta sẽ bóng giống như là những trái nho. Thế nhưng mà mình không bị lượng đường quá nhiều. Và đặc biệt nữa là nho phan rang của chúng ta là nho có hạt. Về cái quan điểm đông y á, thì thực vật hoặc là một cái sinh vật sống là phải có sinh có tử. Tức là khi mà mình ăn nó, mình làm cho nó chết đi thì mình lại phải có nhả ra cái hạt, và cái hạt đấy lại là một cái sự khởi nguồn của cuộc sống. Và khi chúng ta còn trẻ, đặc biệt là chúng ta chưa sinh nở hoặc chúng ta đang trong giai đoạn phát triển giống như là các bạn tuổi teen hay là mới lớn, hoặc là chúng ta đang quan tâm đến cái việc là chúng ta chuẩn bị trong cái quá trình mà mang thai, thì bạn nên chọn những cái loại trái cây có hạt. Và để mà cho cái món smoothie của chúng ta có đầy đủ dưỡng chất cho một ngày hoạt động thì bạn hãy cho thêm chuối nhé. Chuối cũng vậy, chuối cũng là một cái loại mà ở Việt Nam chúng ta rất là dễ trồng. Nếu mà ở những cái đất nước ôn đới thì họ khó trồng chuối, nhưng mà đất nước nhiệt đới như chúng ta thì chuối có ở khắp mọi nơi và là một loại trái cây rất là rẻ. Do đó là bạn hãy dùng những cái loại chuối nào mà bạn biết là cái vườn đó trồng là sạch, hoặc là bạn biết địa điểm mà bán hàng là một địa điểm mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại vì cái yếu tố vô cùng quan trọng là chúng ta cần phải sử dụng những cái hàng sạch. Và cái cách mà mình mix lại với nhau như thế nào, nếu như bạn cần khoảng 300ml cho một ly sinh tố hoặc là 400ml cho một ly sinh tố, bạn sẽ cần khoảng một nửa trái chuối, bạn sẽ cần khoảng 5 trái dâu tây, 5 trái cherry, bạn sẽ cần khoảng chỉ cần một chùm nho bé. Khoảng 2/3 cái chùm nho này là bạn đã có thể sử dụng được rồi. Bạn hãy dùng khoảng một nửa trái kiwi, không cần nhiều, chỉ một nửa cái trái kiwi thôi, và khoảng 6-8 cái hạt việt quất này. Nó không phải là một cái lượng mà nó quá nhiều, và khi mà bạn tính ra như vậy thì nó không hề đắt. Khi chúng ta thường nghĩ đến cái việc là chúng ta mua tất cả những loại quả mọng này về ăn thì thường chúng ta sẽ thấy là ôi đắt quá, hoặc là nó rất là đắt, làm sao mà mình có thể ăn được đây. Thế nhưng bạn hãy hình dung nhá, cái lượng ăn của mình rất nhỏ như vậy thì cái nguyên liệu bạn sử dụng để làm những cái loại này nó cũng chỉ trong khoảng từ 30-40 nghìn thôi.
Và khi mà bạn cung cấp cho cơ thể của chúng ta một cái bữa ăn như vậy, bạn hoàn toàn có thể thay cho bữa sáng. Thậm chí rằng là bạn có thể bổ sung thêm một chút những cái loại ngũ cốc vào bên trong cái smoothie này thì nó hoàn toàn thay được cho cả bữa trưa luôn. Nếu như bạn đang không giảm cân thì bạn có thể ăn chuối. Còn trong trường hợp mà bạn không muốn ăn chuối, bởi vì thực ra nếu bạn đang ở trong giảm cân và bạn xem nhiều cái video clip khác của Anna, bạn sẽ biết rằng là chuối là một trong những cái loại mà mình không được ăn trong quá trình mình ép cân. Giải thích thì rất là lòng vòng, mà bây giờ mình hãy tạm thời mình ghi nhận cái điều đó. Thì nếu mà bạn đang muốn là giảm cân thì bạn có thể không cho chuối vào. Còn trong trường hợp mà bạn ăn chuối kèm vào những cái loại quả này thì nó cũng không gây một cái phản ứng quá đâu, bởi vì mình cũng chỉ dùng có nửa trái chuối thôi. Và Anna tin chắc rằng bạn sẽ rất là yêu thích cái mùi vị, cái hương vị cũng như là cái công dụng của cái loại nước ép số 2 này. Công thức số 3 là một công thức thải độc cho tế bào. Với công thức thải độc này thì bạn hãy sử dụng bất kể khi nào bạn cảm thấy rằng là mình vừa mới trải qua một cái quá trình mà ăn uống quá là cầu kỳ, hoặc là tiệc tùng này, hoặc là mình uống nhiều bia rượu chất kích thích này, mình cảm thấy cơ thể của mình nặng nề, mệt mỏi, khó ngủ, hoặc là giấc ngủ của bạn không sâu, uể oải, ngắt vặt, thì bạn đều có thể sử dụng công thức này. Đây là một công thức giúp cho chúng ta có thể thải độc cho tế bào, thải độc được cho gan, và đồng thời làm cho vực dậy được cái năng lượng bên trong cơ thể của chúng ta. Công thức sẽ bao gồm là cần tây. Bạn sẽ cần cần tây cho công thức này. Cần tây thì bạn nhớ rằng là khi mà mình ép á, thì mình hãy cứ lấy cả thân cả lá và mình cắt nhỏ ra nhé. Rồi cái thứ hai mình cần nữa đó là cải bào xôi. Nếu như bạn có thể tìm được cải xoăn thì càng tốt, nhưng mà Anna biết là cải xoăn thì hơi khó mua. Bạn ở Sài Gòn bạn có thể vào bất kể một cái siêu thị lớn nào đều có, nhưng mà ví dụ bạn ở khu vực phía Bắc thì đúng là hơi khó mua cải xoăn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cải bào xôi. Và cải bào xôi của chúng ta nó là cái thực phẩm nhiều nước và thân nó rất là mềm, cho nên là nó trông nó rất là dễ bị héo. Khi mà bạn mua về thì bạn nên chế biến ngay để giữ được cái hoạt chất khi mà những cái thực phẩm này nó còn tươi nhất nhé. Cái loại thứ ba mình cần sử dụng đó là dưa leo. Chúng ta sẽ cần khoảng một trái dưa leo để chúng ta sử dụng cho công thức này. Đồng thời là bạn sẽ dùng nửa trái táo. Bạn sẽ cần khoảng một miếng chanh. Một miếng chanh, nhưng mà cái chanh bây giờ nó rất là chua, cho nên là khi mà bạn dùng chanh bạn chỉ vắt vào khoảng 3-4 giọt thôi. Và công thức này nếu như trong trường hợp mà bạn đang muốn thải độc, bạn có thể sử dụng trong 3 ngày liên tiếp. Mình không nên uống chỉ một loại này, bạn hãy kết hợp với những loại khác mà Anna hướng dẫn bạn nữa. Nhưng mà đây sẽ là cái loại nước uống chủ đạo của bạn trong 3 ngày để giúp cho thận của chúng ta, gan của chúng ta có thể được thải độc và cơ thể của chúng ta có thể được thải độc nhé. Công thức số 4 là một cái loại công thức mà bổ sung cái diệp lục tố và những cái hoạt chất tươi cho bất kể một độ tuổi nào, từ trẻ nhỏ trên 1 tuổi cho đến người trưởng thành, người già, người đang bị bệnh hay là người khỏe khoắn, thì bạn đều có thể sử dụng công thức này. Đó là một sự kết hợp đơn giản thôi, gồm hai thành phần đó là cải bào xôi và táo. Đây. Và với công thức này thì bạn, nếu mà bạn mới uống, bạn hãy uống với tỷ lệ 1:1, tức là một cải bào xôi và một táo. Khi mà ép ra thành nước bạn mix vào với nhau. Còn trong trường hợp mà bạn uống quen rồi thì bạn hãy uống tăng lên là hai cải bào tô xôi và một táo. Một số người mà thích uống gừng, tức là dạ dày của chúng ta tốt và chúng ta thích cái sự kích thích vị giác cũng như là kích hoạt cái hệ thống làm nóng cơ thể lên, chúng ta có thể cho thêm khoảng 3-5 ml gừng vào. Đối với trẻ nhỏ thì bạn chỉ cần làm ngược lại tỷ lệ là hai táo một cải bào xôi cho các con bắt đầu, và hãy nói với các con đây là một loại trà sữa có màu xanh. Anna đã dùng cái cách này và tụi nó bảo là trà sữa có màu xanh là như thế nào, và là trà sữa có màu xanh là trà sữa làm từ táo và cải bào xôi, và tụi nó đã rất là thích. Rất là nhiều trẻ đến đây đã có thể uống được một ly cải bào xôi và táo với cái định mức khoảng 300 ml. Đương nhiên nếu mà con của chúng ta khoảng 1-2 tuổi thì bạn chỉ cần cho các con uống khoảng 100 ml-50 ml thôi. Thế còn nếu như các con lớn hơn rồi, các con ở độ tuổi đã đi học tiểu học, thì bạn có thể cho các con uống khoảng 150-200 ml. Còn nếu đã học từ cấp 2 trở lên thì nó có thể uống như chúng ta khoảng 300 ml mỗi ngày. Đối với trẻ con mà bảo nó ăn rau sống là một việc rất là khó, thậm chí là ăn rau đối với tụi nó cũng cảm thấy đó không phải là một loại thức ăn dành cho mình. Thế nên là bạn hãy làm sao để mà có cái tên gọi thật là hay, hãy trình bày ở trong một cái ly thật là đẹp để cho con của chúng ta có thể cảm thấy rằng là đó là những thứ xinh xắn đáng yêu và dành cho chúng nhé. Và cái loại nước ép cuối cùng mà Anna hướng dẫn cho các bạn hôm nay là một cái sự kết hợp độc đáo giữa ba cái thành phần, đó là dưa lưới, táo và dưa leo. Đây là một cái loại mà nó có vị ngọt, thanh và có thể thay thế cho bất kể những cái loại đồ ngọt nào. Dưa lưới là một trong những cái loại thực phẩm mà bạn có thể tìm thấy ở Việt Nam chúng ta rất là nhiều, được trồng rất là nhiều. Và bạn biết không, dưa lưới của chúng ta ấy có một cái đặc điểm là nếu như bạn tìm mà không đúng nguồn thì nó sẽ là thành cái loại không tốt.
Còn nếu như trong trường hợp mà bạn tìm mà nó đúng được cái loại nguồn mà trồng hữu cơ thì nó là một sản phẩm rất là tốt. Dưa lưới là một cái trái mà có nhiều nước, có tính kiềm và nó hoàn toàn có thể thay được với dưa hấu. Bạn có thể thấy rằng ở đây Anna chưa để một cái trái dưa hấu nào. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu dưa hấu mà mình ăn nhiều quá nó hơi có tính hàn một chút. Đặc biệt á, là dưa hấu trong trường hợp mà mình muốn giảm cân thì mình ăn dưa hấu thì nồng độ đường của nó hơi cao. Trong những cái tình huống như vậy mình có thể thay bằng dưa lưới. Và dưa lưới của chúng ta bạn hãy mua nguồn hữu cơ. Trong trường hợp bạn không biết mua nguồn hữu cơ ở đâu, bạn có thể inbox hoặc là bạn có thể comment bên dưới video này. Anna sẽ hướng dẫn bạn cái cách để bạn có thể mua được cái nguồn dưa lưới hữu cơ. Những cái loại mà người Nhật họ ăn thì mình có thể được ăn, đúng không ạ? Bởi vì người Nhật Bản sang Việt Nam mình và đầu tư những cái dây chuyền sản xuất dưa lưới để mang về đất nước của họ rất là nhiều. Và cái cách mà chúng ta làm là chúng ta sẽ lấy khoảng 1/8 cái miếng dưa lưới, 1/8 cái quả dưa lưới, chúng ta sẽ lấy một trái táo và một trái dưa leo để chúng ta làm thành cái công thức này. Và bạn hãy nhớ rằng cái công thức này là một công thức mà để giúp cho mình dụ dỗ tất cả những ai mà hảo ngọt. Ví dụ như họ đang chuyển qua một giai đoạn là bỏ trà sữa chẳng hạn, hoặc là trẻ con của chúng ta, bạn đang muốn cho các con thấy rằng là nước ép trái cây cũng ngon, hoặc là ăn trái cây cũng ngon, giống như là những cái loại mà họ cho đường, mình hay cho đường tinh luyện vào, thì đây có thể là một trong những loại nước ép mà để cho khởi nguồn đầu tiên, vô cùng dễ uống, vô cùng dễ chịu, và nó cũng được cân bằng lại bởi những cái hoạt chất ở trong dưa leo, giúp cho các con hoặc là tất cả chúng ta không bị những cái nguy cơ mà béo phì do những cái loại thực phẩm mà có quá nhiều đường. Và vậy là Anna đã hướng dẫn cho bạn xong được 5 cái cách kết hợp các loại nước ép trái cây độc đáo để giúp cho bạn có một cơ thể khỏe khoắn. Bạn chỉ cần sử dụng những cái loại nước ép này luân phiên liên tiếp trong vòng 1 tuần thôi thì bạn đã cảm nhận được cơ thể mình thay đổi. Đặc biệt là bạn không còn cảm thấy ngáp vặt, không còn cảm thấy khó dậy vào buổi sáng. Anna rất là mong bạn sẽ sử dụng công thức này không chỉ cho cá nhân mình và cho cả gia đình nữa. Và nếu như bạn thấy những thông tin này là hữu ích, hãy like, share, rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo nhé. Anna cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.